Mà những cái lúc nào phù nhiều nhất? Lúc mình ngồi phù nhiều nhất. Khi ngồi thì phù nhiều. Nửa tiếng ngồi là rất là phù. Mà để dưới chân lên thế này thì nó bớt phù. Mà nếu mà thả chân xuống đất thì bắt đầu là phù to lên. Mọi người nhìn cái chân nhé, phù rất là to. Đây này, hai chân phù sưng lên này. Bây giờ chúng ta sẽ làm giúp anh ấy cho nó đi lại nó khó khăn. Đi lại với là cái dưới cái bàn chân nó mất cảm giác. Mất cảm giác luôn ở dưới lòng bàn chân luôn này. Dạ. Mà 3 năm nay rồi. Chung sống với lại bệnh phù. Gọi là bệnh phù. Rồi bây giờ bắt đầu là thả lỏng cái chân ra một chút. Tức là đừng có căng cái chân. Để chân thả lỏng ra rồi bơm máu chân. Rồi, sau đó thì mọi người nhìn nhé. Khi người ta bị phù á, là khi nào mà chân mà teo á, là do tắc động mạch chi. Nhưng mà khi mà chân phù như này là do tắc tĩnh mạch. Tắc tĩnh mạch, cái van tĩnh mạch nó đóng lại. Do đó mà máu không có về được và nó ứ lại ở đây. Thì nó tắc lâu, nó đóng lâu. Mọi người nhớ dùm tôi là này này. Anh này còn có hình tượng là đau khớp gối. Khi mà đau khớp gối thì cái vận động sẽ giảm. Vận động giảm là tuần hoàn máu giảm. Và khi tuần hoàn máu giảm như vậy ấy, thì nó sẽ gây lắng đọng. Mọi người nhớ là cứ tốc độ dòng máu mà chậm thì nó sẽ gây lắng đọng. Nó gây lắng đọng ở đâu? Nó lắng đọng ở thành mạch máu. Nó lắng đọng ở cái van tĩnh mạch. Do đó nó là một cái vòng luẩn quẩn. Có nghĩa là nó đọng rồi nó lại gây hẹp. Nó hẹp rồi nó gây tắc. Nó tắc rồi thì mình lại đau. Mình đau, tắc là nó lại đau. Đau thì mình lại giảm vận động. Giảm vận động thì lại giảm tuần hoàn. Tức là cái vòng luẩn quẩn không bao giờ chữa được. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải, nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải mở mấy cái van tĩnh mạch này ra. Và nó tắc ở đâu? Khi nó phù ở phía dưới này này. Khi phù ở dưới này mà phù 3 năm rồi đúng không? Khi phù ở dưới này thì chúng ta sẽ phải mở mấy cái van tĩnh mạch. Và nó tắc ở phía dưới này này. Nó làm sưng cái chân này lên. Và những cái van tĩnh mạch ở đây nữa. Do đó lúc này mọi người sẽ đặt cái banh vào queo. Ai làm tôi hướng dẫn. Rồi ai ngồi làm. Rồi. Anh đặt cái banh vào queo. Rồi, xong rồi cho bệnh nhân co chân lại. Anh ngồi bên này đi. Anh ngồi bên này. Rồi, đưa tôi chỉ. Rồi. Được rồi, kéo chân. Đúng rồi, để cho người bệnh tự kéo cái cổ chân vào. Đúng rồi. Sau đó thì một bên thôi. Rồi mình vuốt chân, mình vuốt từ mu bàn chân vuốt lên. Vuốt từ mu bàn chân vuốt lên. Đúng rồi, mình dùng cả hai tay cho nó mạnh. Mình vuốt đi qua cái gót chân. Rồi, không cần phải vuốt lên đầu gối đâu. Tại vì cái bài gối lúc nãy làm chưa? Rồi rồi. Bài khớp gối làm rồi, giờ mình làm cho nhẹ cái bàn chân thôi. Đây, rồi, đây. Anh tôi kéo cái chân vào. Bây giờ lại kéo cái mông sát tường. Kéo sát tường. Dạ. Đó, rồi, phải đúng rồi, cẩn thận. Rồi, đúng rồi. Mình vuốt thế, sau đó mình sẽ dùng hai ngón tay, mọi người nhìn này. Vuốt nha. Mới vuốt mà nghe cảm thấy nhẹ nhẹ rồi. Rồi mình sẽ dùng cái ngón tay này này. Đó, mình mở mấy cái van tĩnh mạch. Mình mở mấy cái van tĩnh mạch, ok chưa? Mình biết vào đây và mình mở mấy cái van tĩnh mạch cả ở phía đằng đây nữa. Cái đằng phía sau này nữa và mình đưa lên. Rồi mình làm đi. Đẩy sát cái chân vào đi ạ. Đúng rồi, đi qua luôn, đi qua lên. Đó, đi lên như thế đó. Rồi đi lên đi. Vút lên. Đó, vút lên. Vút lên. Rồi sau đó cho bệnh nhân duỗi chân ra. Duỗi chân ra và bây giờ mình cũng vuốt từ mu bàn chân. Nghe nó khác là thấy nó nổi gân lên rồi đó. Thấy da nhăn nheo rồi đó. Đỡ phồng rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình vuốt nữa. Đó, mình cũng vuốt từ mu bàn chân, vuốt sát từ cái đầu ngón chân, mu bàn chân ấy, vuốt lên. Đúng rồi, mình vuốt lên trên rồi vuốt. Rồi vuốt đi qua cả chỗ cái van tĩnh mạch ở ngay chỗ cái gót chân ấy. Đó, đẩy hai cái tay, đúng rồi, vuốt qua đi, vuốt lên trên đi. Rồi. Rồi, mình đẩy lên trên. Bây giờ lại gập cái chân lại. Lại kẹp banh, lại sát mông vào tường, kéo sát chân vào hơn nữa. Kéo chân sát hơn nữa. Rồi, đúng rồi. Đó, mình đẩy lên trên. Đó đó, đó đó. Mình đẩy cả cái chỗ khe giữa ngón 4-5 và khe ngón 1-2 nữa. Rồi mình đẩy cả cái chỗ, đúng rồi, cả cái tĩnh mạch ở phía hai bên cạnh nữa. Và thậm chí mình đẩy cả chỗ tĩnh mạch ở chỗ cái góc axin ngoài và góc axin trong nữa. Đó, bây giờ anh sờ, anh vào để ý, thấy chưa? Có thấy lợn cợn cái đường mạch máu không? Nó lốp cốp. Nó lốp cốp đó, nó tắc đó. Nó kêu.
Đúng rồi, nó tắc thì bây giờ mình làm đảo thông, làm vỡ mấy cái trụ tắc đấy ra, tức là thông cái trụ tắc đấy ra cho nó thông đi, thấy không? Nó kêu, nó kêu rồi. Mà nó cứng cứng ấy, nó cứng và nó lột ở đó đó. Đó, mình làm dần mình sẽ có kinh nghiệm, mình làm quen tay mình phát hiện ra liền. Rồi bây giờ đi tìm những cái chỗ tắc như vậy đi. Và cứ thế là mình đẩy. Kéo sát chân nữa đi ạ. Kéo sát chân nữa làm cho quá nó chặt và mình đẩy nó mới hiệu quả được. Có người làm cho mình. Liên tâm tức là sao? Tức là mình bệnh thì người nhà mình đi học. Người nhà mình đi học về làm cho mình thì nó đơn giản. Ok. Rồi bây giờ cái chân này làm ngon lành, làm thêm mấy lần chân này nữa đi. Cho nó rút hẳn luôn đi rồi là nghe là nó nhẹ liền, lát nữa đi lại dễ chịu liền. Rồi chút xíu, bây giờ cái bài mà suy giãn tĩnh mạch này cũng như là phù chân do tắc van tĩnh mạch ấy, thì chúng ta nhớ dùm tôi là mấy bước như sau. Thứ nhất là mở đóng van tĩnh mạch như vừa rồi mình làm có mấy phút thôi. Thứ hai là dậm gót, không bao giờ quên là dậm gót. Dậm gót Miculin thì anh này tuần sau đi học thì sẽ biết, hôm nay lần đầu thì chưa biết, nhưng sẽ có hướng dẫn dậm gót Miculin. Rồi tiếp theo nữa là không bao giờ quên là chườm gan. Chườm gan cực kỳ kỳ diệu, hay lắm. Chườm gan, dậm gót, bơm máu xuống chân nữa, tức là hàng ngày bơm máu chân nữa, tức là có bốn thứ chúng ta phải nhớ: chườm gan, dậm gót, bơm máu chân và đóng mở van tĩnh mạch. Tức là mở cái van tĩnh mạch, đóng khóa mở chân để mở mấy cái van tĩnh mạch ra thì là chân sẽ hết phù rất nhanh. Sau có 2 phút là ông thầy ông đã rút ra kinh nghiệm rồi. Đó, ông thầy ở Mỹ về đây. Là ông đã có cảm nhận là ông rút ra kinh nghiệm, ông bắt đầu đi tìm gì mọi người thấy không? Ông bắt đầu đi tìm điểm bế tắc đó. Do đó tôi mới nói rằng là chúng ta luôn phải thực hành là vì thế. Vì nếu mà chúng ta làm mà không thực hành, chúng ta sẽ máy móc và chúng ta làm một cách gọi là vô ý thức, không có ý thức. Nhưng mà khi chúng ta làm tự, chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm đấy chỉ có thực tế mới cho chúng ta được thôi. Chính xác luôn rồi đó. Đó, bắt đầu tôi thấy cái động tác của anh này là bắt đầu đi mò tìm điểm tắc đó, chứ không phải làm khơi khơi như lúc đầu nữa. Lúc đầu là làm là theo bài thôi. Còn bây giờ là làm là có kỹ năng. Trở thành thầy được. Dạ, thành thầy đó, chị nói đúng rồi đó, thành thầy. Chính xác. Chứ thành thầy cũng nhờ cô giáo. Trời ơi, do mình thôi. Nhờ thầy Dư Quang Châu, nhờ phương pháp bà Lịch. Xẹp thêm nữa rồi đó. Thì nó thông rồi, nó xẹp nó thông. Trời ơi, bây giờ xẹp quá luôn, anh thấy xẹp nhiều chưa? Nhưng mà cô so sánh hai cái này xẹp dữ lắm mà. Cái này mười, cái này chắc. Rồi này cái này lớn hơn cái này. Lớn hơn cái này chưa làm. Trước giờ này làm thấy xẹp liền hơn. Xẹp liền. Hay quá luôn rồi, xẹp luôn rồi. Xẹp cả cổ chân, xẹp cả bàn chân rồi. Xẹp cả cái bọng chân kia kìa. Giờ đụng tới xương rồi, hồi nãy thật không mà giờ đụng tới xương. Lúc trước nó căng bóng này. Giờ xong chân này đánh tay bên này. Xong cái này là đánh tay bên này. Rồi, bây giờ làm tiếp. Ai muốn làm chân kia? Đánh làm. Ai muốn làm chân kia, mình làm nốt chân kia đi. Mình làm đi cho có kinh nghiệm. Rồi, yeah. Mọi người thấy sao, mình xét sao? Giờ đang phù, đang phù. Rồi, chân bên này nó phù đó. Bây giờ bắt đầu khóa này, rồi bắt đầu đẩy từ. Dưới là tĩnh mạch đâu, phe ngón 4-5 đâu. Đẩy lên, miết lên. Anh nha. À, ông thầy Mỹ về hướng dẫn đi. Nó có kinh nghiệm rồi, cứ đẩy vút lên đều. Hai miết, không miết thế, miết luôn, miết lên luôn, miết dài lên luôn. Trong khi miết mình cảm nhận cái ngón tay của mình. Trong khi miết mình nhớ cảm nhận ngón tay của mình xem có chỗ nào nó lợn cợn không, có điểm nào bế tắc không. Thì là mình sẽ đẩy cho nó thông cái van tĩnh mạch đó ra. Mình đi tìm mấy cái van tắc á. Chỗ này là bị tắc hẹp đó. Đó, bây giờ người bệnh còn biết nha, người bệnh còn biết chỉ rồi đó. Đẩy mấy cái tắc ở cái van ấy, sẽ có mấy cái van tắc là mình thấy liền. Dạ. Mình thấy liền, đúng rồi, không? Thấy không anh? Dạ. Giờ là hiểu rồi, là biết bài rồi. Mọi người học xong cái này bây giờ là về đi chữa phù chân
do tác van tĩnh mạch lâu này. Anh nhận xét phương pháp thấy sao? Hả? Phương pháp nhận xét thấy sao? Đơn giản hiệu quả. Thế hiệu quả không? Có hiệu quả chứ. Chú được bao nhiêu năm? Ba năm rồi phải không? Ba năm rồi. Ba năm mà hồi nãy từ nãy giờ có chắc 10 phút hả? Hay 5 phút? 5 phút quá ít rồi, 10 phút. 10 phút bây giờ sẽ bình chân, 10 phút nữa hai 10 phút nữa là chân này nữa là hai chân. Hai chân. Vậy đó đổi không biết bao nhiêu tiền thuốc rồi. Giờ lấy 100 đô rồi. Khỏi. Nghe mừng ha. Khỏi đổi tốn tiền thuốc quá chừng nhiều à. Mọi người thấy phương pháp nó có phức tạp tí nào không? Hả? Có khó không? Làm á hả? Vâng, làm nó khó. Làm thì dễ. Dễ quá ha. Mà hay ở chỗ là cơ sở khoa học nó rõ ràng quá ha. Dễ thì dễ nhưng mà không lại đây thì không biết. Phải lại đi học mới biết. Nó vô cùng dễ. Phải tiếp cận chứ. Bây giờ thì phải lại đây mới là biết. Không lại đây là không biết. Thả ra hả? Thả ra đấy. Vẫn để tiếp đây hả? Ngân tranh thủ đứng dậm gót đi em. Đúng rồi, đẩy từ dưới lên đi em. Để sát từ dưới, đúng rồi. Và tay cũng miết vào những cái đường tĩnh mạch á. Đó, rồi miết rồi đẩy lên. Rồi đẩy lên thôi, rồi lúc đấy là mở tắt. Còn bây giờ là cứ đẩy lên thôi, để cho nó trôi đi. Đúng rồi, bây giờ lại khóa vào. Trôi đi. Rồi bây giờ lại khóa vào lại, nhớ nhá. Lại tay miết nhưng mà có ý thức đi tìm điểm tắt. Đấy, bây giờ là cao hơn, trình độ sẽ nâng cao rồi. Đi tìm cái điểm tắt. Bắt đầu cảm nhận. Phương pháp của mình, mọi người nhớ dùng tôi, thứ nhất là không dùng sức. Nhớ nha, không dùng sức. Thứ hai, không cần nhìn. Cảm nhận thôi, được không ạ? Cảm nhận. Đúng rồi, cảm nhận là quan trọng nhất trong cái phương pháp của mình. Mọi người có cảm nhận tốt, tự nhiên mọi người sẽ phát hiện ra là làm nhiều mọi người cảm nhận được những cái chỗ nào nó tắc và mình sẽ đẩy những cái chỗ đó. Hạnh phúc, nhìn cái chân này bây giờ mê quá rồi, thấy được gân máu nổi lên rồi, lúc trước là bóng láng không căng phồng đấy. Đúng rồi, đi tìm những cái van tĩnh mạch tắc nữa nha. Mấy những người mà suy giãn tĩnh mạch không? Con tắc không ho, mà con tắc vai chứ, chúng bạn chứng đùi chứ, vang chứng đùi chứ. Lát còn hướng dẫn giảm cân rồi là giảm mỡ bụng nữa. Phải giảm mỡ bụng mới được, giảm cân, tăng cường sức khỏe. Nhìn thấy cái tay của cái anh kia là anh đã bắt đầu có kinh nghiệm đấy. Đó, bắt đầu đi mò, nhưng mà mọi người thấy mò đúng kìa. Nhìn cái da bắt đầu, thấy cái da bắt đầu nhăn nheo rồi đấy. Nó không còn căng bóng lên nữa rồi. Rồi mình làm tới làm lui như vậy vài lần đi mọi người. Rồi co rồi lại duỗi chân đi. Co duỗi. Cái xẹp rồi đó, cái xẹp. Nãy xương này xương đỏ vậy xẹp. Nên xẹp hẳn rồi đấy. Hay ghê. Hai ông thầy này giỏi quá luôn rồi. Mình, mình ở đây chỉ có 4 ngày để mong thôi. 4 ngày thôi. Được 4 ngày chứ. Thì là tính thứ hai đi. Thứ hai thì giờ cũng mấy? 4 ngày. 5 ngày. 2, 3, 4, 5. Thứ hai cái ngày hôm nay. Ngày thứ 3 từ ngày nghỉ. Hôm nay tốt, liên tục. Tiếp tục. Và mới buổi thứ 4 mà đã học chữa được bệnh khó rồi. Mới học cái buổi thứ 4 đã chữa được bệnh khó rồi. Bệnh gọi là các nơi bó tay đúng không? Bệnh này là 3 năm rồi. Sưng vậy thì chỉ có lại đây được. Học sinh 4 ngày. Học trên 4 ngày chữa xẹp. Cái phù này nhiều người khổ lắm, nhiều khi bị mười mấy năm đi chứ, mà uống đủ thứ đắp lông về vitamin C rồi đủ thứ chứ, uống ba bốn cái thuốc không hết. Thôi, cái bóng
Kẹp, nghe xẹp được kìa, anh nhìn thấy cái bắp chân chưa? Thấy cái bắp chân rung rung chưa? Cổ chân kìa. Thấy thấy cái cổ chân á, bắp chân cổ chân nhẹ rồi. Rồi. Đụng đụng xương rồi, hồi nãy. Đụng rồi, đụng rồi, thôi được rồi. Thấy gân rồi, nổi gân rồi, bây giờ chiếu cái chân này. Thấy khác hẳn rồi này, bây giờ chiếu cận cảnh cái chân này. Đó. Đây. Xẹp rồi đây này. Chân xẹp rồi. Đây hồi nãy đây đó là sưng lên mà màu đỏ. Bây giờ nó đụng cái xương, đụng cái xương. Nó phát triển nhẹ nhàng thôi mà. Cái chân nó hơi nhẹ. Mấy bước sẽ đi mấy bước. Hai cái bàn chân nó là hai nó nhẹ. Khác hẳn. Bây giờ đứng lên dậm gót chân, hướng dẫn anh này dậm gót đi. Anh này chưa có biết, anh đến lần đầu chưa có biết. Nhấc gót chân này. Đứng yên, nhấc gót thôi. Nhấc lên. Mũi chân đứng yên, xuống. Nhấc gót lên. Đúng rồi. Xuống. Nhấc gót rồi. Nhấc gót lên được. Nhấc lên tí. Nhấc gót lên đúng rồi. Nhấc lên chút, nhấc lên khỏi mặt đất một chút thôi. Chưa làm nước căng. Đúng rồi. Khi mà làm rồi nó xẹp được. Có được xương lên rồi đó. Rồi. Nổi được xương nó lên rồi đó. Đó. Nổi cái đường xương lên rồi đó. Nổi được xương lên. Còn lại là thịt. Thấy được xương. Nhìn được xương rồi. À, thấy cái xương rồi đó. Thấy được xương mà da nhăn vào rồi. Da nhăn nheo. Móc lại đó. Đúng rồi. Chứ còn trước kia nó phù lên. Đúng rồi, trước kia nó bóng loáng ha. Ngon lành nha. Đó. Nếu mà mình biết kỹ thuật này, làm không quá 3 phút. Làm quá 3 phút. Nếu mà mình thạo á, thì mình làm 3 phút là xong cái chữ phù này. Ok. Vừa rồi là hướng dẫn nên là nó mất nhiều hơn. Còn chúng ta tự làm, cố gắng làm tới làm đuôi 3 phút rồi. Giúp anh ấy cho nó bớt cái phù á. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.